kêu à? Dạ dạ. Không, em không hỏi, em cũng không hỏi gì đâu. Cắt rồi đúng không? Ờ. Này quay thấy sâm tụ quá vậy. Dạ. Thấy sâm tụ. Lấy hành tay. Chửi thật. Em thêm một cái nữa hả? Chậm đi. Đây nè. Cái này là... ở đây chị còn bảo là cũng có thơm hương lâu rồi. Đây là có. Cứ đầy lại kiêm, đầy lại kiêm nhỉ. À. Bạn trước đi chị thầy. À, hơi... hơi chậm một chút. À. Còn cái này là tay ngoài. Hay, à à. Mới hút. Anh chị đang làm ở đây. 7 phần gạo. Đó, thập cẩm đặc biệt đó. Thập cẩm đặc biệt đấy à? Mấy vậy? Tên là gì đấy? Em vào đây ăn em. À, ra đây. Rồi, xong. Rồi, đây rồi. Trời ơi. Cái này đó. Đâu? Đó mình chạy đi. Chạy đi. Ờ, trên cái bao tử. Em miếng chắc cho đầy về đấy. Cho miếng chắc đó. Để nguyên hả? Để nguyên hết. Để nguyên, để nguyên, để nguyên. Làm cho thầy. Coi có không đi vô rửa một cái tao đặc biệt. Hôm nào mời chị qua Sapa nhé. Về. Kế qua bản nhận nha. Rồi. Ngon quá. Mà không phải anh em nhé. Quá ngon. Mình hỏi chứ mình chưa hỏi giá nữa. Ờ. Ừ. Có thịt nạc nè. Lòng mà xách, à, có thịt nạc à? Dạ, trên này. Nó vẫn còn thịt nạc này kia rất là nhiều chứ không phải là. Em có làm một chén chao rồi đó. À. Chặt thúng lớn này là sẽ có mấy. Mấy anh ạ? Ông này là nướng hay làm gỏi là nhất nát mực. Ông gì? Ông mực anh. Ông mực á? Ờ, phía trong này thì cũng muốn đi. Hôm nào anh Hải đi thử coi. Đây gọi là có sẵn bị luôn. Ờ, mình có sẵn bị luôn. Sống này. Ôi nó cắn à. Con này mà ngâm này. Ờ. Hai ba con này. Ba con này bao tiền cô? 3 con 100.000. 3 con 100.000. Thế cho con bé này ở đây phụ được không? Hả? À, okay. Nó sẽ tùy thời giá. Ôi, chị. Ăn cái này. Cái đấy anh. Cái nó có trứng này. Cái này đã là thượng hạng nhất Việt Nam chưa? Là bao tiền em? 90.000 một ký. À, cái này là gọi là hải sản biển. Cái này cá gì hả cô? À. Dạ. Thế còn cá, mực này cá thứ hai mới vô á. Cái mực ống á, mực xẻ ra, mực phơi á là bao tiền một chầu à? Dạ, cái này là nấu canh chua hoặc là nướng. À. Là tiền hình là đã luôn à. À. Thích không? Vâng. Ở dưới ở bên kia là mai à. Là mai sáng mình bán. Nướng dưới mạc ngon. Con này là cá. Con này là cá gì cô nhỉ? Con này bao tiền hả cô? Đây lâu lắm rồi, bữa nay mới phát hiện anh ha. À. Đây cũng người trong nhà luôn. À, người trong nhà. À, trứng đây sẽ bán riêng đúng không? Dạ, đây là Ui, này cái con này vừa nay mình mua này. Đúng rồi. Ăn một cân. Ủa con này to thế, con này siêu to, con này phải nửa cân luôn đấy. Ui giời. Đúng. Hào là nhập lại. À. Hào này là hàng tươi nha. À, hàng tươi. Nó bây giờ nó còn sống. Mực ống với mực kia mực nào ngon hơn? Cái nào cũng ngon. Đây là con ghẹ mặt trăng. Ghẹ biển đúng không? Quá trời luôn. Anh em mình phải làm một cái mâm con này này về hấp. À em ơi, con Nhung của em đây này. Làm chục nghìn. Thế con này là con gì đây? À, con cái nó sẽ nhỏ hơn con đực. À. Dạ. Nó màu hồng mà mình kéo ra bắt đầu nó có những. Ơi, một quả thì ai ăn đây? Tí anh Dũng mà ăn mãn cầu á. Ăn luôn. Cái này là cái gì đây? Dạ, mũ trơn. Một cái quán nào đó. Ở mà chùa Quế Thạch mình. À, ra chỗ khu vực à. À, bờ bãi biển. Lấy mực đi, lấy tỏi. Cho em ốc tỏi. Ốc tỏi nướng. Cho một cân đi.
Dạ. Ok. Nướng muối ớt nhá. Nướng muối ớt đúng rồi. Dạ bên cạc. Đẹp hay dạ. Hay mọi người thường nói. À. Bên thôn là đây. Rồi. À. Wow. Nó giòn. Đây mời anh em. Làm 8 con này. Sườn luôn cũng được luôn ha. Cái này là con gì đây? Dạ sò dương anh. Sò dương à? Hầu là cũng nhanh chút vậy hả? Dạ. Mà cảm nào thì rút luôn răng cho vào chút xíu cho vào anh. À. Cô này cua cốm, cua cốm. Oh. À, cá cam. Ok ok. Đẳng cấp. Em. Sò điệp à? Quất luôn sò điệp đi. Con mà to gọi là chà bá luôn anh em ạ. Con gì đây? Dạ cá bóng mú hồng. À cá bóng. Thầy cả em xin giới thiệu với anh là đây là một Philippines à hay là ở bên Đức? Nhưng mà đã ăn được luôn rồi chưa? Ăn được rồi. Sao kiểu Đức? À cái màu nó nào như đâu hết. À. Hải ơi. Ơi. Bên này còn Diễm ơi, bây giờ nhận ăn mấy cái đây em? Để nó phải cân đấy, không nó sập sẵn. Cứ mơ mơ tí đi. Cái nào nó đẹp thì là mỡ. À. Anh cái này đúng à? Dạ. Chị ăn chặt đi. Tại ơi. Nướng từ lúc ấy à? Từ lúc còn bà ấy thử muối mì đi em. Hay để cho em chả để cho muối trắng. Cái muối này là vị nó đậm đà hơn. Được quay từ cái lò sống anh. Này, cái phần thịt nạc này. Cẩn thận nhá. Bây giờ mình sẽ cùng anh em cũng đi làm bếp làm nhà hàng nhiều á. Thứ này này. Anh em nghĩ là sau này mình sẽ làm thêm một điểm nữa ở Sapa. Đấy, anh đang bắt đầu bỏ hàng. À, đấy là mình cho nhỏ lửa lại đúng không? Đây là trong khi chờ đợi Diễm ơi, là khi anh em mình làm quả dứa. Thế có ở đây có cả bánh bao chiên à? Có bánh bao chiên đi kèm. Đây phải làm cho nó hết. Và đến nào luôn, đúng tiêu chuẩn luôn. Đẹp đẹp tí nhỉ nó. Mình bán mang về. Đấy, bỏ cái bên đây ra. Anh làm em mới nước chấm đi. Đây là đang chiên nè. Nghe bạn chiên bánh bao. Đấy. Phải cứng. Hợp luôn. Chấm kinh ráp anh nhỉ.